Và đề tài của những chia sẻ ngày hôm nay đó là càng mong muốn thì càng bất an và lạc mất hạnh phúc. Ở đây có bao nhiêu vị đã tham dự khóa thiền từ 7 ngày cho tới 10 ngày giơ tay lên? Ít quá vậy. Rồi cảm ơn các vị. Và các vị còn lại xin hãy ban tặng cho mình một món quà xứng đáng cho một năm lao động vất vả. Đó là được dự một khóa thiền ít nhất là 10 ngày. Để chúng ta có được một trải nghiệm rất là đặc biệt. Đó là được sống những ngày tháng, những thời khắc không suy nghĩ hoặc là rất ít suy nghĩ. Dĩ nhiên suy nghĩ là cần thiết, nhưng hầu hết những suy nghĩ của chúng ta là dư thừa. Và cái sự dư thừa đó nó lấy đi rất nhiều năng lượng của chúng ta. Và càng suy nghĩ là càng rối bời, càng chìm sâu vào hôn mê. Cho nên chúng ta phải tập cho mình một thói quen ít suy nghĩ. Cần suy nghĩ mới suy nghĩ. Mà suy nghĩ là nghĩ tới nơi, tới chốn, nghĩ những điều cần thiết. Ở trong thiền tập á, Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta nên suy nghĩ ở những đề tài cần thiết, gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy có nghĩa là bạn được tư duy, nhưng mà tư duy những đề tài thật sự cần thiết. Thì trong thiền tập, những đề tài mà chúng ta tư duy á, nó phải có tính chất nuôi dưỡng chánh niệm, nuôi dưỡng sự tỉnh thức, hoặc nói chung là tư duy những điều mà nó nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, nuôi dưỡng mục đích đạt được hạnh phúc của chúng ta. Chứ chúng ta không tư duy những điều tiêu cực, những điều có tính chất ảnh hưởng hư hại đến tâm hồn, chúng ta không tư duy những điều vớ vẩn, không cần thiết, cao siêu, không sử dụng được. Chúng ta không tư duy những điều không có liên quan tới sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn của chúng ta. Cái đó là một phần của chánh tư duy. Quý vị có nghe rõ không? Âm thanh nó hơi vang vang. Cố gắng ha. Nghe mà không tư duy. Và chánh tư duy của Đạo Phật, âm thanh bây giờ được rồi đó. Chánh tư duy của Đạo Phật còn là khi tư duy chúng ta phải biết mình đang tư duy. Thí dụ như tôi đang ngồi đây và tôi đang tư duy. Tôi tư duy về đề tài này và tôi muốn tư duy tới đây thì thôi, không tư duy nữa. Muốn tư duy là tư duy, muốn dừng tư duy là dừng tư duy. Trong khi tư duy, tôi không chìm sâu vào dòng tư duy, tôi không bị cuốn vào dòng tư duy. Trong khi tư duy, tôi không có mang theo tâm tham và tâm sân. Tư duy với một cái tâm rộng mở, thuần khiết, cái đó gọi là chánh tư duy, hay gọi là tư duy trên một đề tài đúng đắn và trên một thái độ đúng đắn. Nhưng mà thường chúng ta cũng không hẳn là chúng ta có tư duy, quý vị. Tại vì tư duy nó khác với suy nghĩ. Tư duy là có đề tài hẳn hồi, có đào sâu, có phân tích, có lý luận, có so sánh, có đi tới tận cùng của sự thật. Còn suy nghĩ thường là suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ không cần thiết, suy nghĩ những điều chẳng có liên quan gì tới mình. Thì nội tư duy thôi đó, chúng ta cần phải bỏ bớt, chặt bỏ bớt, giới hạn bớt lại. Huống gì những suy nghĩ dư thừa không cần thiết. Vì có đồng ý điều đó không? Vậy thì câu hỏi được đặt ra là nếu không tư duy thì chúng ta sẽ làm gì? Không suy nghĩ thì chúng ta làm gì?
thì chúng ta sống trong trạng thái không suy nghĩ, không tư duy. Đó là trạng thái nào? Khi chúng ta nâng chén trà lên, đâu có cần tư duy, chúng ta chỉ cần biết ta đang làm cái gì và uống trà. Ngon quá. Uống trà một cách không tư duy, mà nhờ không tư duy mới biết là đang uống trà. Chớ khi uống trà mà có tư duy thì không biết đang uống cái gì. Có phải không? Như khi bài trà ra rất là đẹp đẽ, rất là hấp dẫn, mà tới cái khâu mà uống trà thì uống không được. Dĩ nhiên là uống trà là uống được rồi, nhưng mà không có cảm nhận được vị của trà. Tại sao? Tại vì bận tư duy. Sao mà bận dữ vậy? Là tại vì quen thôi. Mình huấn luyện mấy chục năm trời là ngồi đâu tư duy đó, đi đâu tư duy đó, làm cái gì cũng tư duy. Mà như đã nói là cũng không hẳn là tư duy, chỉ là suy nghĩ. Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Uống trà trong suy nghĩ, ăn cơm trong suy nghĩ, ngắm hoa trong suy nghĩ. Hoa này là hoa gì, từ đâu tới? Mà nhiều khi không phải suy nghĩ về hoa, suy nghĩ về người ở đâu đó, suy nghĩ về dự án, kế hoạch. Cho nên lúc nào chúng ta cũng bị cái quái thú của sự suy nghĩ nó túm lấy. Cái vòi nó rất là dài, rất là chắc, túm lấy chúng ta, làm cho chúng ta không bao giờ sống được với trạng thái không tư duy. Và đến nỗi chúng ta còn hiểu lầm là con người sống là phải tư duy, con người sống là phải suy nghĩ. Không tư duy, không suy nghĩ, chắc chết. Nhưng sự thật là con người hoàn toàn có thể sống mà không cần phải tư duy, không cần phải suy nghĩ. Mà nói cho đúng hơn, trạng thái không tư duy, không suy nghĩ mới là cái trạng thái tốt nhất, là chỉnh thể hài hòa nhất trong tâm lý của con người. Vậy câu hỏi vẫn còn là trạng thái không tư duy, không suy nghĩ là trạng thái gì? Là trạng thái tĩnh lặng, tỉnh thức, chánh niệm, nhận biết. Hay nói dễ hiểu, đơn thuần chỉ là một sự cảm nhận thuần khiết. Uống trà, cảm nhận được vị trà, biết mình đang uống trà, biết vị trà như thế nào, biết trà nóng như thế nào, biết trà thơm như thế nào. Cái biết đó nó không thuộc về tư duy. Tại vì khi bạn tư duy á, là bạn dùng cái kinh nghiệm và kiến thức cũ để nhận xét, để đánh giá một đối tượng, một vấn đề nào đó. Còn cảm nhận trực tiếp á, là bạn dùng cái tâm thuần khiết, trong trẻo, trong giây phút này, để hiểu, để cảm nhận lên một đối tượng. Và trong chúng ta ai cũng có khả năng đó. Và Đức Phật nói bắt đầu từ cái chỗ này, bắt đầu từ cái sự luyện tập chánh niệm, nhìn lên mọi thứ với một cái tâm thuần khiết ban đầu, không tư duy nữa, không đem kinh nghiệm kiến thức cũ ra nữa. Với một cái tâm trong trẻo như vậy thì thế nào chúng ta cũng đạt tới trí tuệ, thế nào chúng ta cũng khám phá ra được con người chân thật của mình. Thì cái đó nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà ít nhất khi quý vị đến thiền viện, trung tâm thiền, quý vị sẽ có những trải nghiệm cực kỳ đặc biệt. Đó là mình sống những khoảnh khắc, có thể là nó không liên tục, nhưng mà mình được nhắc nhở liên tục. Vừa mới quên đó, mình lại tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục tư duy. Nhưng mà nhìn những người bạn đồng tu, họ có những bước chân thiền hành nhẹ nhàng, tĩnh lặng, họ tập trung vào đề mục của họ, nó nhắc cho chúng ta nhớ quay về với thực tại. Mình nhìn những người bạn ngồi rất yên ở một góc phòng, ở một nơi nào đó trong tĩnh lặng, nó nhắc chúng ta nhớ quay về với hiện tại, quay về với chính mình. Nhờ như vậy mà trong suốt 7 ngày hay là 10 ngày nơi trung tâm thiền, chúng ta được rất nhiều lần trải nghiệm qua một cảm giác cực kỳ mới lạ. Đó là không phải suy nghĩ mà sống được.
không phải lo lắng mà sống được, thậm chí không cần phải mong cầu một cái gì mà vẫn sống được. Chúng ta có thể chia sự mong cầu ra từng nhiều nhóm khác nhau. Có những sự mong cầu lớn lao, tức là những mục tiêu lớn trong cuộc đời. Thí dụ như chúng ta muốn trở thành một bác sĩ, trở thành một người thành đạt, một người có quyền lực, trở thành một triệu phú. Đó là những mong muốn của chúng ta. Hoặc là chúng ta mong muốn trở thành một người hạnh phúc nhất hành tinh này, một người có nhiều trí tuệ và từ bi. Tất cả những cái đó đều là những mong cầu, dù trong đó có những mong cầu chính đáng và không chính đáng. Nhóm thứ hai là những mong muốn, mong cầu về những sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Thí dụ như mong cầu là mong cầu công việc trôi chảy, có sức khỏe tốt, khách hàng của mình trung thực, và những bạn trong nhóm làm việc của mình làm việc hết lòng. Rồi mong cầu cho con cái nó học giỏi, học đâu đỗ đó, gia đình thuận hòa vân vân. Đó là những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của con người. Rồi chúng ta chia ra một cái nhóm nhỏ hơn nữa, những mong cầu giản đơn hơn nữa. Đó là những mong cầu như là đừng có kẹt xe, hôm nay trời đừng mưa, đừng có cúp điện bất tử là không có nước xài, gọi điện thoại thì làm ơn nhấc máy đi. Tôi thì cũng có những mong muốn quý vị, chắc chắn. Nhưng mà cách muốn của tôi, thứ nhất á, là tôi không bao giờ muốn những chuyện tào lao, dư thừa, không cần thiết. Tại vì cái nhu cầu hưởng thụ của mình ít á, thì cái muốn nó sẽ ít theo. Cái thứ hai á, là tôi đã đào luyện bản thân mình từ mấy mươi năm nay rồi, cái sự chấp nhận rất là cao. Trừ trường hợp là tôi đóng vai trò huấn luyện viên, huấn luyện các bạn trở thành các chuyên gia tâm lý trị liệu, hay là huấn luyện các vị xuất gia, hoặc là truyền cảm hứng, hay là hướng dẫn cho các bạn trẻ, thì tôi buộc các bạn phải đi theo những cái muốn của tôi. Mà những cái muốn của tôi là dựa trên nguyên tắc luật lệ. Tôi biết làm cách nào để các bạn tốt hơn, giỏi hơn và vượt qua được những yếu kém của mình, cho nên tôi đặt những cái muốn đó xuống. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những cái muốn của mình. Nghĩa là nếu mình đặt cái muốn đó xuống mà người kia thở không nổi, quá sức người ấy, thì tôi thu cái muốn đó lại. Nếu tôi đặt cái muốn đó xuống mà không giải quyết được vấn đề, cái muốn của tôi không, dù cho nó cần thiết, quan trọng, nhưng nó chưa phù hợp tại thời điểm này, phải ở một thời điểm khác mới có thể thực hiện được, thì tôi cũng đủ can đảm để thu cái muốn đó lại. Và trong khi tôi đặt cái muốn đó xuống, tôi không hoàn toàn lao theo cái muốn đó. Tôi biết rằng chuyện đó có thể thực hiện được hoặc có thể không thực hiện được, phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận cả hai, thì cái muốn đó không làm cho mình khổ. Kế tiếp nữa là trong khi muốn, như tôi đã nói là tôi không lao theo những cái muốn, thay vào đó là tôi giữ cái phần thực tập của mình, giữ cái phần thực tập của mình. Và cái muốn đó có xảy ra hay không, nó không ảnh hưởng đến cái phần thực tập của mình. Tức là tôi có hai cái rễ rất là lớn cắm sâu vào đời sống. Cái rễ thứ nhất đó là không ngừng thực tập, không ngừng phát triển thiền định, luôn luôn dành nhiều thời gian để tu luyện, rút lui, phát triển nội lực, mài mò, đào luyện, nghiên cứu. Và một nửa thời gian còn lại là để sẻ chia, là để nâng đỡ, là để hướng dẫn, là để giảng dạy, là để giúp đời, giúp người. Tôi làm cả hai, đầu tư cho cả hai và đánh giá cao cả hai. Có lúc chú trọng cái phần giảng dạy, giúp đời, giúp người nhiều hơn. Có lúc tôi tập trung vào sự tu luyện nhiều hơn để giữ sự cân bằng. Và lỡ khi mà những kế hoạch dự án của mình nó không có chảy trôi được, nó bất thành, thì tôi không có nao núng,
không có nhảy dựng, không có sụp đổ, là tại vì tôi đâu có tập trung hoàn toàn. Tại vì có những lúc cộng đồng sẽ rút hết năng lượng của chúng ta, có những lúc chúng ta sẽ không kiểm soát hết những hạt giống tiêu cực của mình. Thì cái việc phục vụ cộng đồng vừa không mang lại lợi ích cho cộng đồng, vừa gây tổn hại cho cộng đồng, mà vừa hủy diệt chính mình. Cho nên tôi nói với anh rằng, anh hãy như tôi đi, cắm hai chiếc rễ vào sự sống. Một chiếc rễ dành cho cộng đồng, dành cho mọi người, một chiếc rễ dành cho chính mình. Mà thật ra khi anh quay về phát triển nội lực, yêu thương chính mình, vượt qua những yếu kém của chính mình, hoàn thiện chính mình, nghĩa là anh đang phục vụ cộng đồng một cách gián tiếp. Và trong khi anh phục vụ cộng đồng, anh cũng đừng quên giữ gìn tâm ý của mình, quản chế ba nghiệp của mình, và luôn luôn điều phục tâm ý của mình. Thì vậy cho nên là khi quý vị trở về với nội tâm của mình đủ, quý vị trải nghiệm những giây phút thư giãn, an tịnh. Khi mình bước đi những bước chân nhẹ nhàng, thư giãn, chúng ta có phương pháp thiền hành. Thiền hành tức là thiền đi. Bình thường có thể chúng ta đi mà không có hạnh phúc. Khi chúng ta đi, có thể đi rất là nhanh, rất là vội vàng. Khi đi, có thể chúng ta đi trong suy nghĩ, đi trong sự mong cầu. Mình đi mà mình muốn đi tới cái điểm mà mình muốn tới rồi, cái đầu mình đã nghĩ tới đó rồi. Thí dụ như mình muốn đi xuống lầu để lấy cái điện thoại, thì trong đầu mình đã nghĩ tới cái điện thoại rồi. Và thậm chí là mình tưởng tượng tới câu chuyện mà mình sắp nói với ai đó. Chớ ít khi nào mình đi mà chỉ có đi thôi. Vậy thì khi chúng ta đến trung tâm thiền, chúng ta buộc phải thực tập theo một lối duy nhất, đó là đi thiền. Đi thiền có nghĩa là trước tiên là đi chậm lại. Đi chậm để thưởng thức bước chân của mình. Đi chỉ có sự thả lỏng, sự cảm nhận, sự thư giãn. Tôi biết tôi đang đi, tôi dở chân phải nè, tôi dở chân trái, tôi thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt. Tôi nhìn tới phía trước một ít thôi, không nhìn thẳng, không nhìn qua trái qua phải để đừng phân tâm. Và tôi bắt đầu quay lại, tôi biết tôi cũng đang quay lại. Tôi quay qua chiều bên phải, và tôi lại bắt đầu dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Nếu tôi cảm thấy tâm tôi đã bắt đầu phóng đi, những suy nghĩ, những lo lắng lại tràn về, những mong cầu lại xâm chiếm tâm hồn tôi, cho nên tôi quyết tâm chú ý vào từng động thái cử chỉ của tôi, đó là dở lên, đưa tới và đặt bàn chân xuống. Tức là nếu quý vị thấy mình không cưỡng lại những dòng suy nghĩ, những mong cầu của mình, thì phải tăng tốc bài thực tập lên, khắc nghiệt hơn, nghiêm khắc hơn. Đó là dở lên, biết dở lên, đưa tới, biết đưa tới, đặt xuống, biết đặt bàn chân xuống, thả lỏng vài giây, rồi từ từ dở chân lên, cảm nhận khoảng 1-2 giây, đưa tới, cảm nhận khoảng 1-2 giây, rồi đặt bàn chân xuống, cảm nhận 1-2 giây, rồi cứ tiếp tục như vậy. Đi chỉ có sự cảm nhận, chỉ có sự tập trung, chỉ có sự thư giãn, mà không mong cầu. Ôi dễ chịu quá, ôi thoải mái quá, và bình an quá. Càng đi càng bình an, càng đi càng hạnh phúc. Dĩ nhiên là quý vị không thể đi cái lối này để đi chợ được, không thể vào shopping hay là phi trường với cái lối đi này được. Cho nên chúng ta phải chia ra nhiều loại thiền hành khác nhau. Nếu mình đi vào shopping hay là phi trường thì mình phải đi nhanh, đi với tốc độ vậy, nhưng mà mình vẫn duy trì cái sự nhận biết trong từng bước chân. Tới khi nào không thể chú ý nữa thì thôi. Còn trong một cái không gian thuộc về mình, giống như là trước sân vườn, ở trong sân nhà, hay là ở trong phòng của mình,
thì mình có thể đi với tốc độ vừa phải như vậy. Đi mà có sự thả lỏng và nhận biết. Nhất là khi mình bước lên cầu thang hay là bước xuống cầu thang. Còn nếu lúc đó tâm trí mình nó căng thẳng quá, nó nghĩ quá trời quá đất mà không thể dừng lại được, thì cái bước chân chúng ta cần phải chậm hơn nữa, và sự chuyên chú của chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Lúc bây giờ chúng ta sẽ đi như vậy, dở lên, đưa tới và đặt xuống. Dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Đó, các vị cứ đi theo cái cách này, chia làm 3 giai đoạn: dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Nếu mà nó vẫn còn suy nghĩ nữa, chia làm 9 giai đoạn. Bắt đầu dở chân lên, dở chân lên xong, dở chân lên và dở chân lên xong, bắt đầu đưa chân tới, đang đưa chân tới xong, bắt đầu đặt bàn chân xuống, đang đặt bàn chân xuống và đặt bàn chân xuống xong, bắt đầu đưa lên, đang đưa lên xong, bắt đầu đưa tới, đang đưa tới xong, bắt đầu đặt bàn chân xuống, đang đặt bàn chân xuống và đặt bàn chân xuống xong. Dĩ nhiên là quý vị không phải hô cái khẩu hiệu đó trong đầu, mà chúng ta cố tình chia nhỏ ra từng thao tác để dễ chú tâm vào, để đừng suy nghĩ nữa, đừng mong cầu nữa. Kể cả khi quý vị ngồi xuống, ý thức là chuẩn bị ngồi, đang ngồi, ngồi gần xong, ngồi đã xong và ngồi rất đẹp. Đưa tay tới lấy tách trà, đang đưa tới và đưa tới xong, chạm vào tách trà rồi, chuẩn bị đưa lên, đưa lên, đưa lên xong, chuẩn bị lấy tách trà về, đang lấy tách trà về xong, chuẩn bị uống trà, đang uống trà và uống trà. Uống trà xong, để tách trà xuống. Mà nếu cả ngày mình làm như vậy chắc chắc chết hả? Đầu có chết. Chắc mất sở hụi quá ha. Chắc bị chúng chửi quá ha. Chắc bị đuổi việc quá ha. Dĩ nhiên là mình chỉ nên làm chậm như vậy trong không gian thiền tập, trong thiền viện, hoặc là trong không gian nhỏ của mình. Còn khi mà mình bước ra không gian công cộng, không gian mà mọi người không có sẵn sàng thiền tập mà có thể chọc khuấy hay là phá bỉnh mình bất cứ lúc nào á, thì mình phải thay đổi cái hình thức thực tập cho nó linh hoạt hơn. Nhưng mà cơ bản là liên tục chú tâm vào từng động thái cử chỉ của mình. Thậm chí trong lúc các bạn đang sắc cà rốt rất là nhanh, rất là đều tay, nhưng mình phát hiện ra tâm mình nó phóng đi vèo vèo, những lo lắng, những sợ hãi nó tràn tới, những cái mong muốn nó bắt đầu nó bước ra, nghĩa là quý vị đang chưa bị trầm cảm loại nặng, loại nhẹ thì có. Quý vị còn có thể ngồi thiền 15 phút nửa giờ được. Quý vị còn thở vào, thở ra, theo dõi hơi thở được. Quý vị còn quan sát được cái tâm giận hờn, cái tâm chống đối của mình và không đồng nhất với nó được, nghĩa là cơ hội làm chủ phiền não vẫn còn. Thì hãy học cách để mà tốt nghiệp cái chuyện đó đi, trở thành bậc thầy thiện xảo trong việc làm chủ tâm ý đi, để ngày mai lỡ tâm hồn chúng ta nó có xảy ra biến động gì, một biến cố nào đó, một tai nạn rủi ro nào đó, một cơn bệnh tật như là ung thư chẳng hạn, thì lỡ tâm hồn chúng ta có những biến động gì đó, thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để mà níu lấy nó được, giữ gìn nó được, để nó không có rơi xuống một cung bậc quá thấp rồi mắc kẹt ở đó luôn, gọi là trầm cảm. Mắc kẹt trong đó rồi khó kéo ra lắm. Bây giờ nó chưa có mắc kẹt, nó vẫn còn ở đây với chúng ta. Chúng ta muốn nó trở về là nó trở về, muốn an trú vào hơi thở là nó an trú vào hơi thở, muốn an trú vào bước chân là nó an trú vào bước chân.
tại sao không làm thêm đi, không siêng năng thực tập đi. Hạnh phúc đó. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng mong cầu là cần thiết. Ai trong chúng ta cũng có những mong cầu hết, nhưng chúng ta phải đặt cái mong cầu vào những khuôn khổ thích hợp, quản lý được nó. Cần mong cầu là mong cầu, không mong cầu là không mong cầu. Và hy vọng các bạn là hãy tự hoạch định cho mình những cái giây phút nào là những giây phút không mong cầu và ghi nhớ. Thí dụ dâng hương cho Phật đừng có mong cầu, trong khi dâng hương mà mong cầu làm chi. Hoặc là khi rót trà là không mong cầu, khi ngồi thiền là không mong cầu. Ấy vậy mà khi hành thiền, có biết bao nhiêu người mang thói quen hay mong cầu vào trong việc hành thiền. Cho nên hành thiền hoài mà không có kết quả. Ủa tại sao mong hành thiền mà cũng mong cầu? Mong cầu bây giờ có phải là quý vị ngồi thiền là mong cầu định tâm không? Phải không? Ai mà ngồi thiền mà không mong cầu định tâm? Sao ngồi hoài mà tâm nó không định vậy? Sao nhớ ngày hôm qua ngồi nó định mà sao nay nó không định? Mình muốn tìm cái cảm giác định của ngày hôm qua nè. Nghĩa là mình không chấp nhận cái tình trạng bây giờ. Cái đó gọi là wrong attitude, thái độ sai của việc hành thiền. Nhất định không mang sự mong cầu vào hành thiền. Tại vì một mặt là mình muốn diệt trừ phiền não, vượt thoát phiền não, mà đưa sự mong cầu vào có nghĩa là nuôi dưỡng phiền não nữa rồi. Tại vì mong cầu là phiền não, mình muốn thoát nó mà mình tạo sinh ra nó nữa. Vậy thì khi bạn ngồi thiền thì bạn cứ ngồi thiền. Còn định tâm hay không á, nó nên là kết quả có một tiến trình thực tập nghiêm túc và tự nhiên. Chừng nào định thì nó định, không định thì thôi. Ghi nhận là mình chưa định. Tôi biết ngày hôm nay tôi bận giải quyết nhiều vấn đề quá, tâm tôi lao sao trộn rộn quá, cho nên tôi ngồi thiền không định tâm. Cái đó vẫn tính là một công phu thiền tập. Tại vì tôi đã ngồi xuống đây rồi, tôi đã cắt đứt mọi duyên để ngồi xuống đây rồi, và tôi đã quyết tâm để định rồi, bỏ công phu ra để định rồi mà nó không định đó. Và tôi xây dựng cái khả năng nhận biết suốt tiến trình định tâm. Tôi biết tôi đang không định tâm, tôi biết tâm tôi đang trộn rộn, tôi biết tôi đang nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai. Cái biết đó chính là đang thiền đó quý vị, chứ không phải thiền là buộc phải định tâm. Mà nếu quý vị được hướng dẫn kỹ đó, khi mà mình không thể định tâm thì mình chuyển qua phần niệm, tức là quan sát luôn những cái dòng suy nghĩ của mình. Cái đó cũng là công phu thiền tập. Vậy thì trong quá trình thiền tập mình mới phát hiện ra rằng cái thói quen hay muốn của mình nó lớn kinh khủng khiếp và dường như chưa bao giờ gián đoạn cả. Mà hễ cái muốn nó chen vào là làm hư bột hư đường hết. Nói một cách khác, loại cái muốn ra, loại cái bản ngã ra. Tại vì muốn là một phần của bản ngã. Mọi sự trong trẻo thuần khiết được biểu hiện ra. Dĩ nhiên là tôi không có khuyên các anh các chị, khuyên mọi người rằng là dẹp cái muốn cả đời. Tại vì tôi vẫn còn muốn, mà làm sao tôi khuyên các vị đừng muốn được. Nhưng mà bớt lại. Thứ nhất là khoanh vùng những cái nơi, những cái thời gian, những cái không gian không có cái muốn tham dự. Thí dụ hôm nay mình quyết tâm về ngồi nói chuyện với ông xã, với bà xã, với con. 5 phút đầu tiên không muốn gì cả. 5 phút thôi. Con, lại đây ngồi với mẹ nè. Mẹ hứa với con, cam đoan với con rằng là sẽ có 5 phút mẹ không muốn gì từ con cả. Con muốn nói gì con nói, con muốn làm gì đó con làm, mẹ cứ ngồi yên ở đây không muốn. Làm nổi không quý vị? Có 5 phút mà. 5 phút không muốn là 5 phút của sự bình an. 5 phút không muốn là 5 phút của sự giải thoát. 5 phút không muốn là 5 phút kết nối sâu sắc với con của mình, với các đối tượng thương yêu của mình. Và đó chính là khoảng thời gian để đối tượng thương yêu của mình
hiện ra một cách rõ ràng nhất. Tức là mỗi khi mình tiếp xúc với đối tượng thương yêu, mình đặt cái muốn ra, cái muốn nó che hết mọi cái thấy của mình, giống như là cái áng mây mù nó che lấy vầng trăng rồi. Thành ra mình nhìn vào con của mình, những người thương yêu của mình bằng cái muốn đó. Thí dụ con mình nó rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, rất là ngoan ngoãn, sẵn cho mình rồi. Làm bài tập chưa? Quét nhà chưa? Biểu làm mấy việc đó xong chưa? Rồi, xong, mặt bí xị, buồn hiu, vào phòng đóng cửa cái rầm, biến mất. Mà cứ xảy ra mấy mươi năm rồi mà mình vẫn không thay đổi. Cái muốn nó có cần không? Mình thấy cần là tại vì mình đang rất sợ hãi, lo lắng và sợ hãi mới sinh ra cái muốn. Tại sao chúng ta lo lắng và sợ hãi? Là tại vì chúng ta thiếu nội lực. Tại sao chúng ta thiếu nội lực? Là tại vì cả đời chúng ta lúc nào cũng đặt tâm của mình ở bên ngoài để tìm cầu. Càng mong muốn là càng suy yếu. Dù nắm bắt được rất nhiều đối tượng, nhưng mà luôn luôn trong tình trạng cạn kiệt năng lượng, đánh mất niềm tin của bản thân. Nói một cách khác, khi các bạn quay về với chính mình đủ, xây dựng nội lực đủ, an trú đủ, thưởng thức được khoảnh khắc màu nhiệm từ nơi chính tâm hồn của mình, như là sự thư giãn, sự không suy nghĩ, sự thảnh thơi, sự bình an, thì quý vị tự động sẽ giảm những cái muốn lại. Nó rất là ngộ. Khi lòng mình nó an rồi thì thấy cái gì nó cũng được hết. Thôi thôi thôi, không cần phải sửa gì nữa, ngồi đi chơi đi, đừng làm nữa. Còn khi mà bất an rồi, đi làm đi, đi làm đi. Tại sao tới bây giờ mình vẫn chưa chịu làm? Tưởng rằng là làm càng nhiều là càng có hạnh phúc. Và mỗi cái muốn như vậy đó, mình đẩy người thương mình rời khỏi mình vạn dặm. Anh ơi, em muốn cái nhà bên khu phố kia kìa anh. Bất chợt nghĩ thôi mà chàng phải vắt kiệt năng lượng ra 5 năm, 10 năm để phục vụ cho cái muốn của mình. Mà vừa phục vụ xong, anh ơi, em thích chiếc xe này nè anh. Chúng ta là nhà sản xuất những cái muốn mà không bị đánh thuế. Nói cách khác, tối nay về nhà, các vị nói với người thương của mình là: anh ơi, bữa nay em giác ngộ rồi, em quyết định thu lại một số cái muốn không cần thiết. Ngày hôm qua em có muốn anh làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Thôi thì trong 10 cái muốn đó đó, cho em thu lại 5 cái. Còn nếu mà tối nay em ngồi thiền mà em có chút hoa trái nữa đó, thì sáng mai em thu lại 2-3 cái nữa. Thì người kia sẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất là cảm kích, thấy thương mình quá, thấy trân quý mình quá. Sống với một người mà người ta biết nghĩ cho mình thì không gì quý bằng hết. Và trước giờ chúng ta cứ nghĩ rằng mình muốn như vậy là tốt cho người đó, phải không? Lúc nào cũng nhân danh cái câu là tôi muốn tốt cho anh mà, tôi muốn tốt cho em mà, mẹ muốn tốt cho con mà, ba muốn tốt cho con mà. Mà sao mình biết chắc tốt? Mình đoán vậy thôi, mình tưởng vậy thôi, mình bắt chước những người khác muốn thì mình muốn theo vậy thôi. Tại vì như đã nói là mình đâu phải là một bậc đại trí đâu. Mình muốn là tại vì mình sợ quá. Nhất là các bạn single mom á, không có người đàn ông trong gia đình để mà chống chọi, để mà nâng đỡ, để mà chia sẻ đó, thì cái sự sợ hãi nó tăng gấp đôi bình thường. Và như vậy thì những cái muốn nó đặt xuống đâu? Đặt xuống đầu của các con. Thương thay cho những đứa con sống trong cảnh gà mái nuôi con. Chỉ có mẹ và con thôi thì không biết là một ngày mẹ sản xuất hàng ngàn cái muốn để bảo vệ con. Vì quá sợ đi, cho nên mẹ phải muốn và con phải đi theo những cái muốn đó cho mẹ đỡ sợ. Và mỗi lần chúng ta muốn là người thương chúng ta khổ. Chứ ít khi nào mà chúng ta muốn mà người thương chúng ta sướng lắm. Cũng có vài cái muốn coi được, cũng có vài cái muốn xài được, còn hầu hết những cái muốn là có thể đóng thùng trả đi được. Cho nên sáng tối nay hay là sáng ngày mai, sau cái giờ công phu thiền tập,
hay là sau cái giờ uống trà buổi sáng, quý vị hãy lấy một tờ giấy ra và ghi xuống những cái muốn của mình. Một bên là những cái muốn cực kỳ cần thiết, rồi kế tiếp là những cái muốn hơi hơi cần thiết, rồi kế tiếp là những cái muốn không thật sự cần thiết, và kế tiếp là những cái muốn tào lao, bi đao. Và hãy can đảm lấy bút đỏ ra gạch mạnh tay những cái muốn dư thừa không cần thiết. Đức Phật nói, khi chúng ta dám buông bỏ những cái muốn dù là cần thiết nhưng chưa phù hợp, vì nghe kỹ nha, đúng đắn cần thiết nhưng chưa phù hợp, thì con thuyền chúng ta nó sẽ trồi lên trên mặt biển và lao tới phía trước. Mỗi một cái muốn là một thùng hàng nặng trĩu đè con thuyền chúng ta xuống. Dù cái muốn đó có thực hiện hay không, nhưng mà nó cứ âm ỉ trong lòng, nó làm chúng ta lúc nào cũng bức rứt, bực bội, khó chịu. Vậy thì thiền quán có nghĩa là ngồi nhìn lại tất cả những cái muốn đó, loại trừ bớt những cái đã muốn và canh chừng những cái muốn đang sắp sửa diễn ra. Và cái trạng thái giác ngộ không bao giờ xảy ra trong khi chúng ta đang muốn đâu quý vị. Trí tuệ không bao giờ đến trong lúc chúng ta muốn có trí tuệ. Không tìm mới gặp, đó là câu của Đức Phật. Không tìm mới gặp, tìm là không gặp. Nếu như Chúa nói là tìm rồi sẽ gặp, thì Đức Phật nói tìm là không gặp. Tôi thì đồng ý với Chúa cũng khá nhiều quan điểm, nhưng mà trong trường hợp này tôi đồng ý với Đức Phật hơn. Không tìm mới gặp, không có cái muốn nữa, không có đem bản ngã ra nữa thì mới có thể đạt được trí tuệ. Hạnh phúc cũng vậy. Hạnh phúc không phải là một sự tìm kiếm. Ở nước Mỹ, tất cả công dân Mỹ đều phải, khi mà trở thành công dân Mỹ thì đều phải biết cái câu rằng là mưu cầu hạnh phúc, pursuit of happiness. Và nói tới cái chuyện là muốn mưu cầu hạnh phúc rồi thì không ai được quyền cản chúng ta cả. Đó là quyền cơ bản của con người. Nhưng mà mưu cầu nó mang ý nghĩa là rong ruổi tìm cầu. Nó mang ý nghĩa rằng là hiện tại chưa bao giờ là đủ để hạnh phúc cả. Đó có thể là một quan niệm không đúng đắn. Hạnh phúc không nhất thiết phải mưu cầu. Tại vì hạnh phúc đâu nó thuộc về những điều kiện vật chất đâu mà mong cầu, hay là những tiện nghi về tinh thần như là danh dự, quyền lực đâu mà mong cầu. Hạnh phúc là vấn đề của trái tim. Nếu có mong cầu một ít thì hãy nên mong cầu cho trái tim bình an, trái tim yên ổn, trái tim không còn phiền não, trái tim không bị tổn thương, trái tim đã chữa lành những vết thương, trái tim mạnh mẽ, tráng kiện, trái tim tỉnh thức, để nó có thể nhận biết được những điều kiện hạnh phúc mà ta đang có. Nếu có mong cầu thì hãy mong cầu như vậy, làm sao cho tâm chúng ta lúc nào cũng tỉnh ra để có thể nhận diện và trân quý những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Còn những mong cầu để có những cái thứ mà nó không có liên quan mấy tới hạnh phúc thì nên buông bỏ bớt. Vậy thì Đức Phật nói không phải mong cầu mới mang lại hạnh phúc, mà thực ra không mong cầu mới có thể mang lại hạnh phúc. Thì câu hỏi quý vị có thể dành cho tôi là: thưa Thầy, khi nào con mới biết là con không mong cầu? Hoặc là làm sao con biết cái gì nên mong cầu và cái gì không mong cầu? Thì tôi không thể trả lời được. Là tại vì hơn ai hết, quý vị là người hiểu mình nhất. Quý vị phải mời một người khác trả lời cho quý vị câu hỏi này. Đó là ai? Đó là inner teacher. Đó là chánh niệm. Đó là vị thầy ở bên trong mình. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta mời được một con người trí tuệ bên trong chúng ta bước ra. Đó là những khi tâm chúng ta đã tĩnh lặng đủ. Đó là khi tâm chúng ta đã bình an đủ. Chúng ta có một chút ít trí tuệ. Lúc đó chúng ta sẽ biết mình nên làm gì và không nên làm gì để có thể giữ gìn được hạnh phúc. Lúc đó chúng ta sẽ biết rằng nên mong muốn cái gì và không mong muốn cái gì
để đừng làm tổn hại đến những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Chúc đại chúng có thật nhiều bản lĩnh, thật nhiều sự quyết tâm để trở về nội tâm của mình, tìm thấy những gia tài quý giá bên trong để được sống thường trực trong những ngày tháng, trong những thời khắc không mong cầu và chạm tới giá trị hạnh phúc đích thực. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Nếu mà không mong cầu thì chắc đâu có hỏi gì ha. Hỏi là có mong cầu rồi. Thôi bây giờ mình sẽ thực tập mong cầu những điều chính đáng. Cho nên là mình sẽ hỏi những câu hỏi thật sự chính đáng. Nghe âm thanh như nó bị thay đổi. Mời đại chúng đưa tay lên có thể đặt câu hỏi. Không ai dám đưa tay hết. Mời bạn bên này. Bạn chịu khó đứng lên đi. Để mọi người đem cái mi tới. Dạ con xin chào thầy. Con với con của con hôm. Dạ. Con của con và con của con năm nay là 12 tuổi. Hôm nay Sĩ có đi chung với con. Con tụi con là người ngoại đạo. Cho con hỏi rằng là thầy có một cái câu gì khuyên cho cháu. Tại vì ở cái lứa tuổi 12 thì cũng chưa đủ lớn để mà có thể nghe được những cái mong cầu chính đáng của mẹ. Dạ. Và cái câu hỏi thứ hai là con có nghe chia sẻ ở trên YouTube ở của thầy vào cái dịp mà thầy giao lưu với lại bên Đại học FPT, thì thầy cũng có chia sẻ về những cái dự án ở bên Úc và ở Việt Nam để mở trường. Thì con cũng rất là quan tâm cái việc đó vì có con nhỏ và cũng vẫn muốn theo cái... Tôi bây giờ mời hai mẹ con lên đây. Các bạn nào nhắc cái ghế cho thầy để cho bé ngồi. Rồi, bây giờ đưa cái mi cho cháu. Con giới thiệu tên của con đang học ở đâu, lớp mấy và lý do tại làm sao mà con có mặt ở đây nè. Dạ, con xin giới thiệu là con tên là Cang Trí Anh. Con học lớp 72 trường Trần Quốc Toản. Năm nay con 12 tuổi và lý do con có mặt ở đây là vì... dạo này con có nghe một số bài của thầy và con cảm thấy rất là... có ý nghĩa và được truyền cảm hứng, cho nên là hôm nay con có mặt ở đây. À, tức là con có nghe, trước đây con có nghe một bài nói chuyện của thầy, một vài bài. Là do mẹ mở con nghe hay là con tự mở con nghe? Dạ, đầu tiên là tại vì mẹ con bảo là con nên nghe, cho nên là con nghe và con cũng thấy rất là thích. Nhưng mà con rất là thích. Vậy con thích cái ý nào nhất nói thầy nghe thử, có nhớ không? Con cũng không nhớ lắm, nhưng mà bài của thầy mà con thích nhất con là cái bài mà khi mà thầy giảng về giới hạn của bản thân. Ok, rồi bây giờ là hồi nãy giờ một giờ đồng hồ con nghe thầy nói về giới hạn lại sự mong muốn á, thì con thấy nó có tương phản gì với cái suy nghĩ của con không? Con thấy có cái gì nó hợp lý? Cưng có nói tự nhiên không có đúng với sai đây. Trong lòng con nghĩ sao con cứ nói như vậy. Con thấy là nãy giờ sơ giảng rất dễ hiểu và tức là nghe cũng phù hợp phải không? Vậy thì thầy hỏi con nè, hai câu hỏi cuối ha. Thứ nhất là nếu như đối với bản thân con á, nếu bỏ bớt một vài cái mong muốn á, thì con sẽ bỏ những cái mong muốn nào mà con nghĩ là chưa phù hợp hoặc là dư thừa? Dạ thì theo con là ở
trường con cũng được dạy là phải sống một cách rất là giản dị, giống như là con để sát luôn, để sát luôn. Là không có quá nhiều về vật chất, như là không quan trọng quá về vấn đề đồ mặc, thức ăn mình ăn và những cái nhu cầu mà giống như là về giống như là để thỏa mãn cái bản thân mình. Cảm ơn con, nhưng mà cái ý của thầy là tất nhiên con còn nhỏ, con cũng có một số mong muốn chứ, phải không? Vậy thì dựa vào một số cái list, những cái mong muốn của con á, con có thể nhìn ra 1, 2, 3 cái mong muốn nào mà con nghĩ là tối nay về con sẽ gạch bỏ bớt? Dạ, theo con thì những cái mong muốn như là thì buổi tối á, thì mình xem tivi là thì theo con nghĩ là mình nên giảm bớt cái thời gian xem tivi lại, và để mình có một cái thời gian để buổi tối mình tĩnh tâm và mình suy nghĩ lại về những cái hoạt động, về những cái thứ mà mình làm trong một ngày. Và con sẽ bỏ nữa là theo con thì cũng con thì con ăn gì cũng được, con không cần phải giống như là lựa chọn quá nhiều hay là tính toán quá nhiều về thứ mình ăn. Và thôi vậy là hay lắm rồi. Vậy thì câu hỏi cuối là đối với mẹ, nếu không thầy hỏi con, đối với mẹ nếu được nói với mẹ rằng mẹ ơi, con muốn mẹ bỏ 3 cái mong muốn này. À xin lỗi, con có 3 cái mong muốn. Xin lỗi là con muốn mẹ bỏ bớt 3 cái mong muốn. Thì 3 cái mong muốn đó là gì? Theo con 3 cái mong muốn đó nó quá sức mẹ chẳng hạn, nó làm cho mẹ cạn kiệt năng lượng, hay là những cái mong muốn đó nó thuộc về con, nó đè nặng con, nó gây áp lực cho con. Thì nếu được tâm tình với mẹ là mẹ ơi, có thể giai đoạn này thôi mẹ có thể bỏ bớt 3 điều, thì 3 điều đó là 3 điều gì? Đây đâu có ai nghe đâu. Theo con thì nói mẹ luôn, nói thẳng với mẹ luôn. Theo con thì con thấy là dạo này mẹ đã đỡ hơn trước rồi, nhưng mà vẫn còn giống như là mẹ vẫn còn hơi cọc tính. Và để cái mì đó để đứng vậy nè. Mẹ vẫn còn hơi cọc tính và nhiều khi mẹ ép bản thân quá. Lát tối còn về nhà nữa đó con. Rồi, như vậy là tốt rồi. Cảm ơn con rất nhiều. Vậy thì hồi nãy mẹ có hỏi thầy một câu là đối với con á, thì thầy sẽ cho con lời khuyên như thế nào? Thì thầy chỉ cho con một cái muốn của thầy và đề nghị con bỏ bớt một cái muốn của con. Cái muốn của thầy đó là con như vậy là rất là giỏi rồi đó. Thầy nghĩ chắc là mẹ cũng nhắm là khi nào mà thầy có được cái học viện đào tạo nhân cách và lãnh đạo, chắc là đẩy con vào trong đó. Thì dùng cái từ đẩy thôi, chứ thật ra là một sự đầu tư rất là tuyệt vời. Mà nếu mà con thích, con muốn nữa đó, thì không còn gì bằng. Vậy thì nếu thầy có cái muốn dành cho con đó, là thầy muốn con nếu được mỗi ngày, con nên dành ra 15 phút để ngồi thiền, để tập tĩnh tâm, để tập nhìn lại mình, để làm cho cái nội tâm mình trở nên sâu sắc hơn. Con có thể làm được không? Con cũng đã bắt đầu là ngồi thiền rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn hay nhúc nhích rồi, chưa có... Chưa liên tục phải không? Dạ đúng. Thì bây giờ là liên tục nha. Dạ. Lần sau gặp lại kiểm tra. Dạ. Rồi thì còn thầy muốn con bỏ bớt một cái muốn ở nơi mẹ. Đó là nếu tối nay về nhà đi, con ngồi con suy nghĩ là từ nào giờ nếu mình có làm cái gì mà làm cho mẹ buồn phiền, hay là tạo ra một cái áp lực nặng nề cho mẹ,
mà những cái muốn đó xét cho cùng thì nó chưa thật sự cần thiết, thì con nên gạch bỏ cái muốn đó để mẹ có thêm năng lượng, có thêm sức khỏe, có thêm niềm tin vào con. À, con mình nó biết suy nghĩ, nó biết thương mình và nó biết quan tâm tới người khác. Thì như vậy thì chắc chắn là cái liên hệ mẹ con sẽ trở nên tốt đẹp và bền vững hơn. Thì cái chuyện này thì con không cần nói cho thầy biết cái con sẽ gạch bỏ là cái gì, và con cần tối nay về để quan sát ha. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn chị. Có vị nào muốn lên đây ngồi không? Thôi bây giờ ai muốn hỏi gì thì cứ lên đây ngồi. Lên đây được quay phim luôn và được tung lên mạng. Alo, alo. À, xin phép được có ý kiến ạ. Trước hết thì cái bài của thầy hôm nay rất là hay. Thì tôi không có gì thắc mắc hết trơn á, mà tôi xin một vài ý kiến thêm thế này. Thứ nhất là sống phải có mong cầu chứ. Không có mong cầu sao được. Mong cầu là động cơ làm cho mình sống mà. Sống để làm gì, sống phải làm gì, đó là tất cả mong cầu. Nhưng vấn đề ra như thầy nói là mong cầu trong cái khả năng, trong cái khả năng, trong hoàn cảnh của mình. Tại vì nếu mà quá khả năng, quá hoàn của mình đó, thì chắc chắn là thất bại. Và thất bại chắc chắn là bất an, chắc chắn là bất hạnh phúc. Nhưng mà thực sự làm sao biết là nó trong cái hoàn cảnh khả năng của mình được. Nhưng nói về tôi muốn làm tổng thống cũng có thể được chứ. Đấy. Thành ra rõ ràng bây giờ mình nói là thôi tôi muốn mong cầu trong cái khả năng hoàn cảnh của tôi là sao biết là vừa. Thì theo tôi cái đó khó lắm. Mà tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi này nè. Phải mong cầu. Mong cầu. Nhưng mà mong cầu phải có hai điều kiện để mà chúng ta không bất an và mất hạnh phúc. Thứ nhất là phải chăm chỉ làm việc. Và thứ hai là phải nắm được và phải hiểu được những quy luật của cuộc sống. Mà không hiểu được thì phải chấp nhận. Thí dụ, bây giờ mình là nhà nông, mình trồng lúa chẳng hạn, mình mong cầu có lúa nhiều, đúng không? Quá đúng. Nhưng mà anh nằm đó suốt ngày chơi uống nhậu nhẹt vài, làm sao mà có lúa được. Đó, thành ra mong cầu là cần thiết, nhưng phải chăm chỉ làm việc, siêng năng làm việc và nắm những quy luật của cái trồng lúa. Nhưng mà rõ ràng thực sự là mình cũng không nắm hết được quy luật. Rồi nếu mà thất bại thì cũng không buồn, tại vì rõ ràng mình không nắm hết quy luật được. Đấy, tóm lại theo tôi mong cầu là cần thiết nha. Nhưng mà mong cầu và phải đi kèm theo cái chăm chỉ siêng năng làm việc và phải hiểu được những quy luật của cuộc sống là mình không thể nắm hết được đâu. Nếu thất bại thì chúng ta làm cái khác, thua keo này ta bài keo khác. Thì như vậy cái mong cầu đó sẽ giúp cho chúng ta ít bất an và ít bất hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn chia sẻ của anh. Nhưng mà chắc là anh hoan hỷ về nghe kỹ lại cái bài nói chuyện của đằng này. Là tại vì đằng này có nói rằng là chúng ta là một con người, cho nên chúng ta phải có mong cầu. Và tôi đã xác nhận là bản thân tôi cũng có mong cầu chứ. Nói cụ thể là mình mong cầu có cơ hội để giúp đỡ được mọi người nhiều hơn. Nó cũng là một loại mong cầu. Nhưng cái ý chính tôi muốn nói trong bài chia sẻ vừa rồi đó là không phải lúc nào chúng ta cũng đưa cái mong cầu vào đầu. Chúng ta có thể đặt kế hoạch, đặt ra mục tiêu, nhưng khi hành động á thì đừng có để sự mong cầu nó đeo bám ở trong đầu của mình, để rồi mình không thể tiếp xúc sâu sắc với sự sống được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là mình chỉ chọn những cái mong cầu nào thật sự cần thiết, vừa vặn với sức của mình ở mỗi thời điểm. Còn những mong cầu nào không cần thiết thì loại bỏ bớt. Dĩ nhiên cái thứ ba là nếu chúng ta đặt ra những mong cầu rất là lớn nhưng chúng ta không bị kẹt vào những mong cầu đó như anh nói, mà thật sự là chúng ta có làm được như vậy hay không, là tại vì thầy tiếp xúc với rất nhiều bạn bị tổn thương về tâm lý hay là bị trầm cảm là do lực bất tòng tâm, tức là đặt ra những cái muốn quá lớn, lao theo rồi kiệt sức mà không quay về được. Dĩ nhiên trên mặt lý thuyết anh nói là đúng, nếu mà mong cầu không được thì thôi. Nhưng mà thực tế thì nó không có thôi đâu, nó rây rứt, nó dằn vặt, nó khổ sở, nó tự ti mặc cảm và thậm chí nó muốn tự tử luôn nữa. Cho nên là cái bước thứ ba đó phải là người bản lĩnh lắm mới dám đặt ra những mong cầu lớn và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những mong cầu của mình. Thì ở đây bài này đó, thầy khuyến khích là mọi người nên chú ý tới một phần quan trọng của đời sống nữa là có những khoảnh khắc, có những lúc chúng ta cứ cảm nhận cuộc sống mà không mong cầu. Còn những mong cầu cần thiết thì cứ giữ gìn và thực hiện. Cảm ơn chia sẻ của anh.
Mời bạn trai hồi nãy, anh hồi nãy đứng lên. Alo, alo, dạ đây ạ, dạ. Dạ, con chào thầy. Các bạn nhắc bớt một cái ghế đi, ngồi xuống. Dạ, xin chào quý đại chúng ạ. Dạ, con có một câu hỏi, tức là từ tối hôm qua giờ thì con dự từ tối hôm qua ở Khánh An rồi. Sáng nay ở Giác Ngộ và bây giờ thì ở đây hai vợ chồng con cũng đi. Dạ, con tên là Quốc Dũng ạ. Thì con bắt đầu thực hành thiền theo như những cái hướng dẫn của thầy khoảng một tháng rưỡi nay. Và sau khi thực hành khoảng một tuần thì con thấy rất là nhiều cái tác dụng rất là tốt với mình. Tại vì trước đây thì con là người rất là suy nghĩ rất là nhiều, và cho nên là làm cho mình hay lo lắng rồi bất an, cho nên là thường là một cái người bao nhiêu năm nay rất là khó ngủ. Mỗi lần mà đặt lưng xuống thì cũng phải 30 phút đến 1 tiếng thì mới may ra mới ngủ được. Hoặc là chỉ cần buổi trưa uống cà phê thôi thì tối là thức tới 3-4 giờ sáng á. À, nhưng mà sau khi thực hành thiền khoảng một tuần thì bất kể giờ nào, thậm chí ngay sau khi vừa mới uống cà phê hay uống trà thì cứ đặt lưng xuống là mấy phút là ngủ được. Rất là ngon và bớt suy nghĩ rất là nhiều. Và con thấy thực hành theo cái phương pháp, tức là thực hành là chỉ chú tâm vào hơi thở chứ không có suy nghĩ gì. Và con thấy tác dụng tốt, cho nên là con đang theo cái phương pháp đó. Nhưng mà trước đây một thời gian thì con cũng có học, có một cái chương trình cũng vài ngày thôi. Và cũng học về cái phương pháp thiền. Thì lại được hướng dẫn, tức là khi mà mình thiền thì gọi là tập trung vào hơi thở chỉ khoảng vài phút đầu, chỉ để mà gọi là chú tâm, tâm nó tỉnh lại thôi. Nhưng mà sau đó thì phải hình dung về người thầy hay là về cha mẹ hay là một cái bậc nào đó, về những cái đức tính tốt của họ v.v. để mà mình có thể học hỏi. Và cái mà con được nghe ở trong cái khóa đó thì là họ lại là cái người thầy đó, họ lại không khuyến khích mình thiền hơi thở. Và nếu như mà thiền hơi thở quá lâu thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng là mình sẽ trí nhớ giảm sút. Thì con không biết là cái con muốn hỏi thầy về cái điều đó nó có đúng hay không. Thầy thường thì không có muốn đưa ra nhận xét về những cái truyền thống thực tập khác, mà thầy chỉ có thể khuyên anh là nếu anh có niềm tin với vị thầy nào và anh quan sát thấy vị thầy đó có những cái phẩm chất đạt được như là họ đã chia sẻ, họ đã giảng dạy, thì anh nên đến học thọ giáo trực tiếp với vị đó để được hấp thu trọn vẹn. Thí dụ như anh quý thầy, tạm thời giai đoạn này anh có thể, các bạn mở âm thanh lớn tí, giai đoạn này anh muốn thực tập theo thầy thì anh nên tập trung vào một sự hướng dẫn thôi. Rồi giai đoạn khác anh thấy là sự thực tập của thầy nó chưa đủ cho anh thì anh tính tìm tới một vị thầy khác để anh thọ giáo tiếp. Trong khi anh muốn thọ giáo với thầy đó, ngoài cái việc anh theo dõi những bài giảng của thầy hay là những quyển sách của thầy, thì anh cần có một cho mình một cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với thầy. Thứ nhất là được hướng dẫn trực tiếp việc hành thiền. Thứ hai là mình phải được trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của mình trong quá trình hành thiền để xem là mình hành thiền đúng hay sai, để vị đó có thể khai thị cho mình một cái lời khuyên sát với trường hợp của mình nhất, để cái công phu tu tập mình nó có nhiều kết quả. Dạ, thì trước đây khi mà con học cái của thầy đó thì con cũng làm theo, nhưng mà thực sự là không có làm được, tại vì hình dung nó không ra gì hết đó. Thực sự là không thể hình dung được luôn, lúc mà con ngồi xuống thì không hình dung được. Cho nên là lúc đó thì sau đó con không có thiền. Thôi bây giờ là anh cố gắng chờ tới qua Tết. Dạ. Nếu mà thầy có mở được một khóa thiền cho đại chúng thì anh dạ, có thể tham dự chung. Dạ, con cũng mong chờ cái đó. Hiện tại thì con đang theo phương pháp thiền như thầy. Mỗi ngày thì mỗi ngày đều là hai vợ chồng đều dậy 5 giờ và thiền tới 6 giờ và sau đó nghe pháp thoại của thầy hàng ngày. Cảm ơn anh. Dạ. Anh chúc anh thành công. Dạ, dạ. Cảm ơn. Quý vị nào muốn hỏi quý vị Hoan Thủy xếp hàng bên đó, mời bạn lên đây. Quý vị yên tâm là những câu hỏi có tính chất riêng tư của quý vị thì sẽ được cắt đi khi mà đưa lên mạng. Còn những câu hỏi nào có tính chất chung chung mà đại chúng có thể nghe và
thừa hưởng được thì sẽ giữ lại. Con kính chào thầy ạ. Dạ con kính chào tất cả mọi người, chào quý đạo hữu ạ. Dạ con có một câu hỏi nhỏ muốn hỏi thầy. Lúc nãy con có nghe cái bài giảng của thầy, thực sự là con thấy nó rất là hay. Và có một cái phần thầy nói rằng là chúng ta nên bỏ bớt những ham muốn. Và Đức Phật cũng nói là không tìm thì mới gặp, tìm thì sẽ không gặp. Tuy nhiên là con thì cũng học được là tức là mình nếu như mà mình muốn một điều gì đó thì mình hãy nguyện. Và có những người còn chia sẻ là khi mà mình muốn một điều gì đó, ví dụ như mình muốn gặp một vị minh sư thì mình có thể là mình ngồi mình thiền chẳng hạn, hoặc là mình muốn một cái công việc tốt, phù hợp, tốt cho mình, tốt cho mọi người thì mình ngồi vào trong một cái, tức là mình lựa chọn một cái không gian phù hợp và mình ngồi mình thiền về điều đó, mình suy nghĩ, mình hướng đến điều đó thì nó sẽ đạt được. Thì liệu cái điều này nó có mâu thuẫn với cái lời giảng của thầy lúc nãy không? Thì con muốn hỏi thầy như vậy ạ. Mô Phật. Thầy nói thiệt với bạn là thầy ngồi sát bên và thầy không nghe hết. Bạn nói cái đoạn cuối thôi, bạn để cái mi nó nghiêng nghiêng về để sát vô. Dạ. Vậy thì con xin phép con nói lại. Không, bạn nói đoạn cuối thôi, bạn nói lại dài lắm. Dạ. Tức là nếu mà con được biết là nếu như mình muốn một điều gì đó thì mình có thể là mình tìm một cái không gian, mình ngồi mình thiền, mình hướng đến điều đó, mình chiêm nghiệm về điều đó, mình thiền về điều đó thì mình sẽ đạt được. Ví dụ như là mình muốn gặp một minh sư, mình có một cái công, muốn có một cái công việc như ý chẳng hạn. Tuy nhiên cái bài giảng lúc nãy của thầy thì cho rằng là không tìm thì mới gặp, không muốn thì mới được. Thì như vậy liệu hai điều này có cái gì mâu thuẫn không ạ? Vậy nè bạn, thí dụ như là bạn muốn đi về cái hướng đó. Vâng. Cái hướng này là hướng Bắc. Dạ. Thì bạn phải chọn đúng hướng Bắc trước và bạn bắt đầu khởi hành. Trong khi khởi hành thì trong đầu bạn không có được nghĩ về cái điểm đến nữa, mà bạn chỉ đi trên cuộc hành trình đó thôi. Chỉ quan sát cái hành trình mình đi thôi. Nhưng mình phải luôn kiểm tra xem mình có phải đi về hướng Bắc hay không, thì bạn sẽ đi về được hướng Bắc. Còn nếu bạn không đi, bạn ngồi một chỗ mà chỉ nghĩ về cái điểm đến thôi đó, thì bạn sẽ không bao giờ đến được. Như vậy thì bạn muốn đạt được những cái hoa trái trong công phu tu tập thì bạn chỉ đặt ra cái muốn thôi, còn bạn phải thực hành. Mà trong khi thực hành là không được nghĩ về những cái hoa trái đó. Bạn nghĩ tới hoa trái đó thì bạn sẽ không bao giờ gặt hái được, nhưng bạn vẫn nỗ lực tinh tiến đi về cái hướng đó. Bạn hiểu ý tôi nói không? Tôi nhắc lại một lần nữa, về hướng Bắc. Bạn chọn hướng đó là hướng Bắc, đúng rồi. Bây giờ cái việc của bạn là không phải nghĩ về cái điểm tới, cái việc của bạn làm sao để đi được từ đây cho tới đó. Nghĩa là bạn phải có mặt trong hiện tại, tiếp xúc sâu sắc với hiện tại để biết mà giải quyết các vấn đề đang xảy ra trong hiện tại, mặc dầu là bạn đi về hướng đó. Nó khác với cái việc, nó cũng giống như cái việc bạn hành thiền. Khi bạn hành thiền thì bạn muốn định tâm, bạn muốn có trí tuệ. Định tâm và trí tuệ là hoa trái của thiền tập. Nhưng nếu bạn ngồi thiền mà giờ phút nào bạn cũng muốn phải định tâm, phải định tâm, phải định tâm, phải định tâm thì sẽ không bao giờ định tâm. Nhưng nếu bạn thực tập đúng kỹ thuật, có sự tinh tấn thì bạn sẽ được định tâm hoặc là có trí tuệ. Bạn chắc là chưa hiểu cái tình trạng, cái trạng thái tâm lý đang không suy nghĩ về đối tượng thì trạng thái đó mới có thể chạm được đối tượng. Con hiểu không? Con hiểu cái trạng thái đó. Con nghĩ đó là cái trạng thái thầy muốn nói là cái trạng thái thế nào nhỉ? Gọi là ở trong thiền thì gọi là nó định. Còn điều mà con đang nói đó là mình có một cái mục đích. Dạ. Thầy xác nhận lại với bạn rằng là mình muốn đi về hướng Bắc là mình có mục đích mà. Và mình vẫn đi đều nhịp, đi một cách rất là tinh tấn. Nhưng trong đầu mình không được nghĩ về cái điểm chưa tới, mà nghĩ con đường mình đang đi nè, cảm nhận bước chân nè, những gian khó đang xảy ra nè, tập trung vào những cái này. Nhưng mà mình vẫn đi về cái hướng đó, là hai cái khác nhau. Vâng ạ, con hiểu rồi. Bạn hãy xin cảm ơn thầy ạ. Vâng. Cảm ơn bạn. Vậy hả?
kiến nó không có bị bay. À, bạn này nói là ngồi trên này á, nó khó nghe nhưng mà ngồi dưới thì dễ nghe hơn. Hóa ra từ nãy giờ tôi tưởng là ở dưới khó nghe mà thật ra có mình tôi khó nghe. Dạ sư nghe con nói không sư? Dạ. Dạ. Cuốn sách đẹp mà viết gì đầy trong đó trơn vậy. Dạ, tại lúc thư giãn con viết xuống à. Cái câu hỏi của con là cái thông minh và cái trí tuệ. Hồi nãy trong bài giảng sư có nói cái câu là những cái người thông minh nhưng chưa chắc gì họ làm chủ được cái cảm xúc của họ. Thì con không biết cái câu trả lời này đúng hay sai, nhưng mà con nghĩ có lẽ là trí tuệ trong đạo Phật nó giúp mình cân bằng cái điều đó, cái cảm xúc và cái lý trí. Thì hôm nay bài giảng của sư là nói về không tư duy một cái cách để mà phát triển trí tuệ. Thì cái nói về lý thuyết nghe giảng thì con hiểu, nhưng mà cảm nhận và gọi là mình thấy được cái con đường rõ ràng để mà mình nuôi dưỡng thêm cái trí tuệ của mình thì con không cảm nhận được điều đó. Thì sư có thể đi sâu hơn một chút xíu về cái vấn đề trí tuệ ở trong đạo Phật. Chút xíu là cỡ nhiêu? Tại vì cái này nó là một cái thứ khó nhằn à. Thôi thì để công bạn lên đây ngồi rồi thì sư cũng sẽ cố gắng chút xíu. Bây giờ á, cái sự thông minh á, thì thường là thông minh trong lĩnh vực này hay là lĩnh vực kia. Thí dụ như bạn thông minh về mặt mảng máy tính, về toán học. Có nhiều bạn thông minh về thiên văn học, có nhiều bạn thông minh về toán học, có nhiều bạn thông minh về buôn bán, có nhiều bạn thông minh về cách ứng xử, có nhiều bạn thông minh về cách nuôi dạy con vẫn hạn, có nhiều loại thông minh khác nhau. Nhưng mà một người thông minh á, là thường là cái đó là tố chất có sẵn hơn là một sự đào luyện. Thứ nhất là một tố chất có sẵn. Cái thứ hai nữa đó, thì sự thông minh đó đó là nó thường nó đến là do cái hai cái nguồn rất là lớn mà con người hấp thu được. Một là kiến thức tích lũy, hai là kinh nghiệm tích lũy, cộng với cái bẩm sinh nữa. Tức là một người thông minh họ biết cách quan sát và học hỏi, thì cái đó gọi là kiến thức tích lũy. Thứ hai là bản thân họ có những trải nghiệm, họ biết đem những cái chất liệu đó bỏ vào sự hiểu biết của họ, thì gọi là sự thông minh hay là một người có hiểu biết lớn. Còn trí tuệ đó là một cái thứ nó không có liên quan tới những thứ đó. Nghe khủng khiếp à. Tại vì con người cả đời đi để học hỏi, để tích góp kiến thức, trải nghiệm, để hiểu bản chất của con người, của thân phận, của cuộc sống. Vậy thì trí tuệ là một cái thứ gì nó không có liên quan với những thứ mà mình cất công đi tìm thì phí hoài quá phải không? Thì Đức Phật nói con người chúng ta hoàn toàn có một khả năng đặc biệt nữa. Đó là có những khoảnh khắc bạn nhìn vào một đối tượng nào đó mà bạn không cần mang theo cái mà bạn đã biết rồi. Kiến thức đã biết rồi, kinh nghiệm đã biết rồi. Thí dụ bây giờ bạn nhìn vào đó hoa này, lập tức bạn biết đây là hoa lan. À, hoa lan là cái bạn đã biết rồi. Nhưng ít nhất cái biết của bạn nó dừng tới đây thôi thì được. Bỗng dưng bạn thông minh quá, bạn nói lan này chắc nhập từ Đà Lạt về nè, nó rẻ hơn là lan ở nhập từ New Zealand đem về. Bắt đầu hàng loạt những cái biết bạn nó bước ra, nó cản đường cho sự tiếp xúc một cách thuần khiết giữa bạn với hoa lan này thôi. Bạn nhìn vào một người mà bạn đã biết rồi, cái cảm xúc của bạn khác với một người mà bạn lần đầu bạn biết. Một người mà bạn lần đầu bạn biết, cái gì bạn cũng muốn quan sát, cái gì bạn cũng muốn lắng nghe, cái gì bạn cũng muốn tìm hiểu. Nhưng khi bạn chỉ hiểu một vài cái đức tính của người đó qua một vài lời nói là hành động, thì lập tức bạn đóng bích cái cơ hội để khám phá đối tượng đó nữa. Là tại vì sao? Tại vì bạn nghĩ bạn đã biết rồi. Sao bạn dám cho như vậy? Tại vì bạn nghĩ bạn thông minh. Tại vì bạn dựa vào kinh nghiệm, bạn đã tiếp xúc với những người trước đây giống như người này. Cho nên dùng kinh nghiệm, kiến thức cũ để áp đặt lên một người mới. Thậm chí cũng chính người này, ngày hôm qua, họ là một người rất ư là vụng về, buông ra những lời thô lỗ. Nhưng ngày hôm nay, họ không còn như vậy nữa. Tâm thức đã đi qua rồi. Nhưng một người thông minh, họ nhớ điều đó, họ không bao giờ buông được những dữ liệu đó.
tôi nhìn vào bạn, tôi vẫn nhớ bạn là một con người vụng về, một con người thô lỗ, rất là để khó để mà xóa sạch cái thành kiến của chúng ta dành cho người đó. Vậy thì người thông minh là có xài thành kiến. Trong khi Đức Phật nói, chúng ta vẫn có một thứ khác ở bên trong, đó là nhìn lên đối tượng như đối tượng đang là. Trong giờ phút này, đối tượng không còn vụng về nữa, không còn thô lỗ nữa. Trong giờ phút này, đối tượng có thể là một bông hoa. Nếu chúng ta không có thành kiến ở trong tâm, ở trong đầu, thì chúng ta sẽ tiếp xúc một cách trọn vẹn về đối tượng. Khi chúng ta tiếp xúc trọn vẹn một đối tượng, tiếp xúc sâu, thấy được bản chất của đối tượng, thấy tại sao người đó đã có những phút giây lầm lỡ, tại sao người đó lại có những phút giây vụng về, thô lỗ, hiểu được quá khứ, hiểu được một cách tổng thể về con người đó, gọi là một người có trí tuệ. Một người có trí tuệ thì họ không mắc kẹt vào những hiện tượng, nghĩa là không mắc kẹt vào một câu nói hành động thiếu tỉnh thức của một đối tượng. Họ nhìn một cách tổng thể. Thí dụ như nếu thầy có trí tuệ thì nhìn vào con, thầy không thể nào đưa ra lời phán xét qua một câu nói hay là hành động hay là suy nghĩ của con được. Thầy phải nhìn tầng tầng lớp lớp bên trong để thấy được bản chất toàn bộ con người của con. Nếu thầy nhìn mà thầy không thấy, nghĩa là thầy không có trí tuệ. Thầy nhìn mà thầy chỉ dựa vào một lời nói hành động mà thầy phán xét là thầy không có trí tuệ, dù thầy rất là thông minh. Mà thường một người thông minh thì hay nhận xét, hay đánh giá một cách rất là nhanh nhẩu. Có phải vậy không? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cảm ơn. Dạ. Dạ con kính chào sư, con kính chào đại chúng. Và lời đầu tiên cho con xin được gửi đến sư, con được bày tỏ đến sư cái lòng kính yêu vô vàn của con dành cho sư. Dạ thưa sư, cái ngày đầu tiên nhất khi con nhìn được sư ở chùa Bửu Quang á, con tuôn trào nước mắt sư. Khi mà con có cơ duyên được tiếp xúc với thiền, con với cái sự hướng dẫn của sư, con nhìn thấy được ở trong cuộc sống có nhiều điều nhiệm màu. Thì đối với con, sự có mặt của sư là một cái điều rất là nhiệm màu. Và hôm nay thì có dịp được ngồi trên đây, con xin được hỏi sư một điều là khi mà con bắt đầu tiếp xúc với thiền và niệm á sư, thì con quan sát thấy chính bản thân con cũng như những cái bạn bè xung quanh con mà khi họ bắt đầu thực tập thiền với niệm á, họ nhìn thấy cuộc sống, họ, tại vì niệm mình quan sát cuộc sống một cách chi tiết rõ ràng á sư, mình nhìn thấy cuộc sống một cách rõ ràng quá, mình nhìn thấy được cái tự ngã của bản thân mình, tự ngã của những người xung quanh. Nó nhiều khi nó làm cho mình cảm thấy mệt nhòi á sư. Rồi mình cũng thấy nó hơi rối, hơi loạn nữa. Thì con mong sư chỉ dẫn giúp giùm con. Thầy nghĩ là đây là bước tiến bộ của bạn, chứ không phải là bước tụt lùi. Và bất cứ một thiền sinh nào đi trên con đường tu tập chuyển hóa đó đều đi ngang qua giai đoạn này, chính sư cũng vậy. Đó là khi mà mình có được chút ít công phu tu tập, mình có sự quan sát, mọi thứ nó tinh tường, tỉ mỉ. Mình có thể thấy được những cái lớp sâu hơn, những cái lớp bình thường mà người thường thấy. Thì có thể trong một câu nói của một người nào đó, mình thấy có sự giả dối ở trong đó. Hoặc là trong vài hành động của người nào đó, nó ẩn chứa cái sự ngã mạn, sự tự hào. Thì trong lòng mình nó sẽ trỗi lên phiền não. Thay vì trước đây, mình chỉ nhìn trên mặt cạn, nhìn phớt qua thôi, hoặc là nhìn không thấy gì cả, thì mình sẽ bớt phản ứng, phải không? Vậy thì những bài tập sắp tới mà con cần phải học đó là bắt đầu học nhìn vào tâm phản ứng của mình. Con không thể không đi qua giai đoạn này. Giai đoạn này là giai đoạn phản ứng một cách dữ dội vì những điều mà xã hội đang xảy ra nó quá khác với những điều mình học và đang tu luyện. Vậy thì con bắt đầu học quan sát tâm phản ứng của mình. Khi con nói chuyện với những người thân trong gia đình, không ngừng quan sát tâm phản ứng. Trong đó nó có nhận xét, đánh giá, chê bai, than phiền, trách móc, lên án thậm chí. Rồi trong khi con tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp, với sếp, với cộng đồng, hoặc là đi ra ngoài đường, mình nhìn thấy những cảnh chướng tai gai mắt,
mình cũng sẽ có những nhận xét, đánh giá, tức giận, thậm chí là bộc phát ra bên ngoài. Thì đây là một cái cơ hội rất lớn để con được trưởng thành trong thiền tập. Con hoàn toàn có khả năng lùi lại một bước để quan sát từng phản ứng diễn ra trong tâm của mình. Nhưng mà con nên thực tập từ những bài thực tập đơn giản hơn. Thí dụ khi con rót trà ra uống, chính con pha trà cho con uống mà con không vừa ý, đắng quá, con bắt đầu bực tức, khó chịu, mà do chính mình tạo ra, xung quanh không có ai chứng kiến hết. Thì đó là cơ hội rất lớn để con nhìn vào. Tôi rót trà, tôi uống trà với một cái tâm rất là phản ứng, rất là phiền não. Và khi bạn nhìn những người thân xung quanh, bạn thấy họ làm điều gì đó không vừa ý bạn, lập tức trong đầu bạn có một câu muốn nhận xét, muốn đánh giá. Và thậm chí cái câu đó nó đã phóng ra rồi, bạn không kiềm chế được, không sao. Bạn hãy cứ ghi nhận là ta mới vừa mới phán xét, ta mới vừa mới phản ứng. Mà thật ra những phản ứng, những phán xét này là không cần thiết. Có thể trong lúc này tâm chúng ta hơi yếu, chúng ta hơi quá chú trọng vào hoàn cảnh, cho nên mình đã có những cái bước trượt như vậy. Ghi khắc điều đó và cứ tiếp tục phát triển chánh niệm. Một lúc nào đó con kịp thời phát hiện mình đang lên án, mình đang phán xét, mình đang phiền não về một đối tượng nào đó, và con dành thời gian cho cái bài tập đó. Một là tách ly ra khỏi ngoại cảnh để luyện tập. Hai là đương đầu cùng với ngoại cảnh để luyện tập, tùy vào cái tình trạng chánh niệm của con mạnh hay yếu. Nếu mạnh thì cứ đương đầu, nếu yếu thì tìm một không gian tĩnh lặng để thực tập. Và con dành trọn cái công phu tu tập của con cho việc quan sát tâm phản ứng. Tức là có thể trước đây con nghĩ cái phản ứng của con là đúng mà. Mặc dầu có những phản ứng đúng, nhưng mà nó vẫn là một thứ phiền não. Tại vì để góp ý người đó đó, mình có tới hàng trăm cách để góp ý, chứ không nhất thiết là phải tức giận, không nhất thiết phải đập bàn, không nhất thiết là phải bỏ mặc người đó thì mình mới làm cho người đó chú ý và lắng nghe mình được. Tức là thông thường là mình có khuynh hướng là muốn gây sự chú ý, làm cho bên kia phải đau thậm chí, thì người đó mới có thể quan tâm tới những điều mình nói. Thì đó vẫn là một thứ phiền não. Vậy thì khi con có chánh niệm, con tập trung vào bài thực tập này, con nhận ra điều đó, con thấy phản ứng lại là một phiền não. Và nếu mà mình không có quan sát được tâm này đó, thì mình sẽ không thể nào đi xa được trên con đường phát triển trí tuệ hay là chuyển hóa phiền não. Con hiểu ý thầy nói không? Và chúc con thành công ha. Dạ con thưa sư, là con có quan sát được những cái chống đối ở trong bản thân con, và con cũng có thực tập như là các cách sư hướng dẫn cho con. Tuy nhiên là con nhận thấy sư, để mà khi mà mình quan sát rõ ràng được như vậy và mình để mà cái sự thực tập của mình được liên tục, được thường xuyên đó sư, thì mình phải có cái tâm từ bi, mình phát triển được cái tâm từ bi ở bên trong mình, và mình phải mở rộng cái dung lượng trái tim như sư có dạy cho con á. Thật sự là trong lòng là rất là kính trọng sư. Và giống như là khi mà sư về Việt Nam trong cái đợt này á sư, thì con thấy chương trình của sư là kéo dài cho tới ngày 10 tháng 2, thì con cũng đã tự nhủ với bản thân mình là con sẽ tham dự suốt những cái chương trình mà sư giảng dạy. Và con cảm thấy bản thân con á, con rất cần có những cái sự giảng dạy của sư nó được liên tục nhiều hơn á cô sư. Giống như lần này con thấy là con tham dự những cái bài dạy của sư đầy đủ hết cho tới ngày 10 tháng 2 á, thì con dùng cái đó để con tích trữ, con làm năng lượng, con để làm cái năng lượng tích cực cho con trong suốt năm 2018. Thì hôm nay á, được gặp sư, con xin được bày tỏ với sư một cái mong ước của con á, là nếu như sư có những cái điều kiện để mà mình có thể làm được một cái bản như là bản hoa nào ngày xưa á, sư, hoặc là sư có nhiều cái chương trình hơn để giúp cho chúng con ở tại Việt Nam á sư. Bạn yên tâm là năm 2018 sư ở Sài Gòn là chính. Và không biết là nói trước có bước không qua hay không, là hy vọng là 2019 là mình có thiền viện ở gần đây. Nhưng mà sư muốn bổ sung thêm cái phần trả lời cho câu hỏi của con á, là con cũng nên dành thời gian để quan sát tâm mình ở những giai đoạn gần đây nhất.
thường tâm phản ứng của mình nó dựa trên một cái yếu, nó trở nên rầm rộ và mạnh mẽ đó, dựa trên một số lý do sau. Thứ nhất là năng lượng của mình cạn kiệt. Thứ hai là do mình mang theo cái tính cách của mình đi vào trong thiền tập luôn. Tức là nếu con là người khó tính, con là người cầu toàn, thì con mang luôn cái đức tính đó vào trong cái việc thiền tập, cho nên con gặp khó khăn trong việc không phản ứng với đối tượng. Nghĩa là một người cầu toàn, một người tỉ mỉ, một người khó tính thì luôn luôn đòi hỏi những người đồng nghiệp hay là những người trong đội nhóm của mình hay là những người thân sống xung quanh mình phải theo những cái chuẩn mực nào đó, chứ không dễ dàng chấp nhận những cái sự sai sót hay là khác đi của họ. Vậy thì nếu họ làm khác đi, trái với ý mình thì mình sẽ phản ứng. Hoặc là giai đoạn gần đây con để tâm con ở bên ngoài nhiều quá, thí dụ vậy. Ít có cơ hội quay vào bên trong, mà ngoại cảnh là luôn luôn thay đổi. Các đối tượng xung quanh luôn luôn làm khác ý mình, cho nên sự phản ứng nó trở nên mạnh mẽ hơn. Thì con tiếp tục quan sát điều đó ha. Cảm ơn con. Con kính thưa sư, là con xin giới thiệu là con tên là Hiền Ngọc. Thì khoảng thời gian gần đây thì con cũng có cơ duyên là tìm hiểu về thiền. Con cũng có thực tập, cũng có tìm hiểu về các phương pháp mà thiền do sư hướng dẫn. Tuy nhiên là do như sư đã nói hồi nãy, sư có giảng về những cái mong cầu của con người, thì bản thân con trong tâm của con bây giờ cũng có. Tuy nhiên con biết là những mong cầu của bản thân mình hiện tại là nó chưa có thực hiện được. Nhưng mà những cái cảm xúc trong con nó rất là phiến diện. Con biết là cái chuyện đó nó nên buông bỏ, nhưng mà lúc nào nó cũng có những cái lằn ranh, là một là buông bỏ, hai là bị những cái tác động ngoại cảnh ở bên ngoài á, khiến cho cái điều mong cầu của mình nó luôn luôn nó trỗi dậy. Nhưng mà cái điều đó là khiến cho mình rất là bức rứt, có nhiều khi nó rất là đau khổ. Cho nên là và ngày hôm đó khi con quay về, con cố gắng tu tập thiền định thì con không thiền được. Là tại vì lúc nào con cũng bị dao động, cũng bị rơi vào cái trạng thái là giữa có nên hay là không nên. Cho nên là lúc nào con cũng để cho bản thân mình giống như là chấp á sư. Nên con không có thể nào mà ngồi thiền được. Thì con không biết, con muốn xin hỏi ý kiến của sư là những lúc con rơi vào những cái trạng thái như thế á, thì con cần phải làm gì? Ngồi uống trà. Nãy giờ con nói mà sư nghe không được gì hết, sư cũng không có cố gắng gì hết, sư cứ ngồi uống trà. Nhà con có bộ bình trà không? Nên uống trà thường xuyên. Nếu mà mình lười biếng ngồi thiền á, thì nên ngồi uống trà, chứ đừng có xem tivi hay là sờ lên cái điện thoại. Uống trà hay lắm. Biết rồi, người ta nghe rồi. Là quý vị cũng nên thường xuyên uống trà, uống cà phê cũng được. Nhưng mà uống cà phê thì nhìn không có thanh tao bằng uống trà ha. Và mình thưởng thức cái công đoạn pha chế cà phê hay là pha chế trà, và ngồi chơi, cơ bản là ngồi chơi, chứ đừng có chủ trương ngồi để đạt một cái gì. Phải mang cái tâm đó trong khi ngồi thiền. Thường chúng ta rất là khó để mà dung thông giữa cái chuyện là ngồi chơi mà giống như ngồi thiền. Tại vì nhiều khi chúng ta ngồi thiền mà giống như ngồi chơi, là tại vì ngồi đó mà suy nghĩ là ngồi chơi chứ còn gì nữa. Ngồi đó để gồng người lên, căng thẳng để đạt cái gì đó thì coi như là trất quốc, không có đạt được gì hết. Nhưng mà nhiều khi ngồi chơi như vậy mà vẫn thiền được. Thì thiền nó đến từ một cái tâm thư giãn, cái tâm thoải mái. Vậy thì trước khi mà mình bắt đầu hành thiền thật sự đó, thì mình phải làm mọi thứ trong sự tĩnh lặng, thoải mái. Trước hết là không nên sử dụng điện thoại, không nên xem tivi, không nên chuyện trò trước khi ngồi thiền. Trước khi ngồi thiền nên ngồi uống trà trước. Mà ngồi uống trà vui quá thôi, khỏi cần ngồi thiền luôn.
Tại vì ngồi uống trà cũng như ngồi thiền, là tại vì ngồi uống trà mà có sự thư giãn nhé, ngồi uống trà mà không suy nghĩ nhé, ngồi uống trà mà thưởng thức từng giây phút trôi qua. Chừng nào uống trà mà bị suy nghĩ, uống trà mà cái tâm nó lạc lõng chênh vênh thì nên đi ngồi thiền. Vậy cho nên là thầy mỗi ngày đều phải có ít nhất là 2 thời khóa ngồi thiền, có thời gian thì ngồi thêm. Tại vì thầy đã từng ngồi thiền ngày 10 tiếng nhiều năm rồi, giờ ngán rồi. Có một câu chuyện rất là vui là con chờ chút xíu nha, chuyện này không có liên quan gì tới con hết. Là ở trong cái khóa thiền ở trung tâm tôi ở Bhavana Society ở West Virginia đó, nó sát bên Washington DC. Thì tôi thì làm giáo thọ của trung tâm thiền đó, trong đó tới 12 vị giáo thọ. Thì trong đó có một vị thầy lớn từ ở bên Tích Lan qua để làm trụ trì ở đó và nâng đỡ tinh thần tu tập cho các vị giáo thọ. Thì tôi có nhớ là trong một cái khóa thiền 10 ngày cho các vị thiền sinh người Mỹ khoảng 150 vị. Thì cái thời khóa thiền mỗi ngày diễn ra là mỗi ngày hành thiền 10 tiếng, tức là 5 tiếng đi thiền hành và 5 tiếng ngồi thiền. Nhưng mà vị thiền sư chủ á, ngài ra ngồi thiền có 2 lần với đại chúng thôi, còn thời gian còn lại không biết ông đi đâu mất. Thì tới cái giờ vấn đáp á, một vị thiền sinh người Mỹ họ rất là trực tính, họ hỏi: thưa thiền sư, ngài bài ra một ngày ngồi 10 tiếng, tụi con ngồi rác mông luôn, mà không biết tại sao ngài ngồi ngày có 2 tiếng à. Thì thiền sư mới trả lời là: tao đâu có khùng như tụi bay đâu, ngài ngồi chi tới 10 tiếng. Cái đó là cái giọng miền Nam của tôi đó, chứ thiền sư nói tiếng Mỹ. Tức là tại vì mình không có ổn lắm thì mình nên cần ngồi thiền nhiều. Còn đã ổn rồi ngồi chi nhiều. Tại vì lúc nào cũng thiền mà. Đối với một người như thiền sư thì đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, làm việc cũng thiền, tưới cây, nhổ cỏ, trồng hoa đều là thiền hết. Đâu có kẹt vào một cái hình thức nào đâu mà ngồi nhiều, nhiều khi nó đau thần kinh tọa nữa. Rác mông. Vậy thì còn lâu lắm á, bạn mới đạt được một cái trình độ là hành thiền một cách thông thả mà vẫn có kết quả như thường. Tại vì cái sự thông thả đó, nó rất là gần với sự dễ dãi và buông thả. Còn cái sự tinh tấn á, nó rất là gần với sự căng thẳng và đầy ham muốn trong việc hành thiền. Cho nên có rất nhiều vị tu thiền nỗ lực rất nhiều mà vẫn không có kết quả, là tại vì họ hành thiền với một thái độ sai, mong muốn căng thẳng quá nhiều. Thì thật ra câu trả lời của thầy có liên quan tới con. Con hơi căng á, thành ra là mỗi lúc ngồi thiền mà không có kết quả thì ngồi chơi. Mình nghĩ là mình ngồi chơi đi, rồi nghe chim hót, rồi ngửi mùi hoa nguyệt quế, ngồi có thể cảm nhận những làn gió đi ngang qua mình. Còn nếu mà ngồi cảm thấy chán nữa thì bày trà ra ngồi uống. Nhưng mà con dành ra nửa tiếng, một tiếng để an trú trong công việc đó, an trú trong hiện tại, thưởng thức tất cả những gì mình đang làm. Rồi khi nào tâm mình đã sẵn sàng rồi, cứ đi ngồi thiền. Thì dĩ nhiên là có những lúc nó đã sẵn sàng 50% rồi thì cũng nên đi ngồi thiền. Chứ nếu không là con bỏ luôn cái việc ngồi thiền thì cũng không tốt. Tại vì chỉ có ngồi thiền mới phát triển được định. Ngồi chơi như vậy nè, phát triển được niệm chứ không có phát triển được định. Mà chúng ta cần tới cả hai. Vậy cho nên cũng khuyên đại chúng rằng ngoài nửa giờ ngồi thiền ra, quý vị nên có nửa giờ ngồi uống trà nữa ha. Tức là một ngày mình có nửa giờ ngồi thiền và nửa giờ ngồi chơi. Ngồi chơi cho hay á thì thành ra ngồi thiền, mà ngồi thiền cho dở á thì thành ra ngồi chơi. Để chúng nhớ nghe. Cảm ơn con. Cô ơi, và thưa cô là bây giờ mình hết giờ rồi. Thành ra vị nào mà muốn hỏi ở lại, thầy sẽ gặp các vị ở đây để trả lời, còn để cho đại chúng về nhà. Bây giờ mời đại chúng nghe 3 tiếng chuông và chúng ta sẽ kết thúc buổi gặp gỡ hôm nay.